xin chào tất cả các bạn lại đến với kênh Bé Út Chibi nha. Và video ngày hôm nay xin mời các bạn cùng với chị kiểm tra đơn hàng của các bạn đã đặt ngay. Xin chào các em đã quay lại với kênh Bé Út Chibi. Và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 26 tây tháng 3 năm 2022 nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bước vào đơn hàng đầu tiên để xem là của bạn nào nha. Và đơn hàng đầu tiên đó chính là của bạn Lê Thị Thanh Thái, có giá là 135.000 đồng và trong đó giá ship sẽ là 35.000 nhé. Và bạn Thanh Thái đã đặt mua đó là 5 cái hình dáng loại 20.000 đồng. Đây, ta-da, rất là dễ thương luôn nha. Đầu tiên đây là cái hình dáng nè, có quá trời đồ đẹp luôn, hai lớp nha. Rồi bên đây thì chúng ta sẽ sở hữu ba cô nàng rất là xinh xắn với ba màu tóc khác nhau đó, rất là đẹp. Ở phía sau này cũng có một cái hình cô gái rất là xinh luôn. Kế tiếp nè, đó một cái hình dáng cũng là hai lớp luôn, chúng ta có rất là nhiều những cái chiếc đầm màu hồng. Wow, ngoài ra còn có đầm màu xanh đó nha. Nhưng mà đa số sẽ là màu hồng rất là nhiều, vì các bạn nữ thường thường rất là thích màu hồng luôn, đúng không nè. Và chúng ta sẽ có là bốn cô nàng công chúa xinh xắn đáng yêu. Wow, rất là đẹp luôn. Đó, tiếp theo, wow, cái này cũng quá trời đồ luôn, tha hồ mà thay cho các cô nàng công chúa. Này, cũng là bốn cô công chúa xinh xắn và đáng yêu luôn nhé. Cùng với những chiếc đầm, váy riêng có, áo riêng có, và những cái chiếc đầm ngắn, đầm dài, sang chảnh, dự tiệc đều có hết. Đây nữa nè, đó, quá trời đồ đẹp luôn. Chỉ có giá là 20.000 đồng, mỗi bộ tuyết cơ như thế thôi. Đây, rất là xịn nha. Và tặng thêm cho bạn một cái miếng dán sticker loại 5.000 đồng này nữa. Wow, 5.000 nhưng mà rất là đẹp luôn nha. Có tới 3 cô nàng công chúa luôn đó. Và kế tiếp sẽ là đơn hàng của bạn Mỹ Hằng, có giá là 158.000 đồng và trong đó giá ship sẽ là 33.000 đồng nha. Và sản phẩm đầu tiên bạn đã đặt đó là một chiếc vòng tay hologram cá tính có giá là 22.000 đồng, rất là đẹp nha. À nè, những cái sợi dây thắt á, có kim tuyến nữa nè. Và tiếp theo là một bộ móng tay bò sữa có giá 36.000, rất nhanh và tiện lợi luôn, không phải mất thời gian hàng vài tiếng đồng hồ để ra tiệm nail ngồi mà lại tốn tiền nữa nha. Nếu như một bộ nail bình thường rẻ rẻ thì cũng phải cỡ 200-300.000 là rẻ rồi vậy nha, còn này chỉ có 36.000 đồng thôi. Wow, mẫu bò sữa rất là cute, mình chỉ cần một chai keo và dán lên như vậy, quá nhanh, quá gọn và quá lẹ luôn, có đúng không? Và tiếp theo là một cái băng đô màu hồng rất là dễ thương nha. Ở trên giữa cái băng đô thì là một cái hình nơ nè, còn có chữ happy và kèm theo là một chiếc dâu xinh xắn. Cái băng đô này thì sẽ có giá là 35.000. Và kế tiếp là một cái bịch mắt nước 32.000 đồng, shop tặng thêm cho bạn một bộ dán móng tay. Wow, đây là cái dán vô móng tay nha, rất dễ thương nè, hình nơ hình bướm rất là xịn. Và kế tiếp là đơn hàng của chị Quyên có giá là 113.000 đồng và trong đó giá ship là 33.000 đồng. Và chị Quyên đã đặt mua đó chính là một cái bình nước lọc có giá 80.000 đồng. Đây, một cái chiếc bình nước lọc nha, có ly sẵn nè, rồi có cả là cái vòi để vặn nước. Ở trên đây thì có một nguyên một cái bình nước lọc to đùng luôn, rất là xịn. Và tặng thêm cho chị Quyên một chiếc bút kem, kem chuột nha, rất là dễ thương luôn. Ta-da, và cuối cùng thì chúng ta cũng đã kiểm tra xong đơn hàng của ngày 26 tây tháng 3 năm 2022 rồi. Và nếu như các đơn hàng của các em có muốn thay đổi hoặc bổ sung á thì hãy liên hệ ngay với số điện thoại 0937 899 707 để được thay đổi và bổ sung. Nhớ là hãy gọi trước 9:21 tối, có nghĩa là 9 giờ tối đó nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các em ở những video sau nhé. Ngoài ra shop còn bán đầy đủ các loại búp bê lớn nhỏ, trang phục phụ kiện, trang sức và đồ dùng cho búp bê, có cả những dạng búp bê giấy, trang điểm búp bê, tô màu búp bê, tô màu nổi, tranh cào thang. Song song đó, các sản phẩm đồ dùng học tập của shop Bé Chibi cũng rất là đa dạng và được rất nhiều bạn tin tưởng. Kèm theo đó còn có những loại bánh kẹo rất là hot hiện nay cũng được shop bán. Mặt khác, để phục vụ nhu cầu làm đẹp của bạn, shop cũng có bán những cái phụ kiện thời trang, lắc tay, kẹp tóc, mỹ phẩm, móng tay, bông tay, cột tóc, vân vân. Và dĩ nhiên không thể thiếu những cái ba lô đi học xinh xắn, ba lô thời trang đi chơi dạo phố, túi đeo chéo các kiểu, băng đô, quần áo, thú nhồi bông, và có cả những đồ dùng cho các bạn trai như là siêu nhân, khủng long, Rubik, bít tông, xe, rồi các dụng cụ âm nhạc, game, xe chạy siêu thị cho các bạn nhỏ. Tất nhiên là cũng có những bạn Lego, Slammy, Galaxy, Slam Trong, Slammer, các kiểu giá rẻ. Wow, ngoài ra còn có cả một cái kệ đồ dành cho các idol Hàn Quốc, idol Việt Nam của chúng ta, cũng như những cái móc khóa rất là xinh xắn như thế này. Các bạn ơi, hãy nhanh tay đến với shop Bé Chibi chọn lựa những món đồ yêu quý xinh đẹp để có chung một giá ship duy nhất nha. Giá
ship chỉ từ 30 cho đến 35 ngàn đồng, một giá ship duy nhất. Dù các bạn mua nhiều hay mua ít, và thật tuyệt vời nếu như các bạn mua từ 800 ngàn trở lên thì được miễn phí ship luôn. Wow, các bạn thấy đó, hàng trong shop FTB lúc nào cũng đầy ắp hết, chờ đón các bạn đặt hàng. Và hãy nhớ, nếu như muốn đặt hàng hãy gọi 0937 899 707 để đặt hàng. Đừng quên là xin phép ba mẹ nha. Và shop còn có Zalo, Facebook, Bé Út TV 0937 899 707, luôn cập nhật những sản phẩm đơn giá cho các bạn dễ chọn lựa. Và video đến đây là kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Chúc các bạn xem video vui, chọn lựa được những sản phẩm ưng ý, giá ship rẻ, giá ship duy nhất, không cần đắn đo về giá ship. Còn là địa điểm bán hàng uy tín, chất lượng suốt nhiều năm với phương châm phục vụ hết mình, tận tình. Còn bây giờ chắc là phải bye bye rồi. Hẹn gặp lại ở video sau. Đừng quên bấm like và thả tim và đăng ký thành viên kênh Bé Út TV để theo dõi những sản phẩm, những đơn hàng mới nhất nha. Chúc các bạn lúc nào cũng vui tươi, yêu các bạn rất nhiều.